Sáng nay, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thông qua dự thảo luật thanh tra sửa đổi với 459 trên 471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật gồm 8 chương với 118 điều quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đáng chú ý, trong dự án luật thanh tra sửa đổi, Quốc hội tán thành việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ để có cơ sở sắp xếp kiện toàn một bước tổ chức bộ máy làm công tác thanh tra chuyên ngành theo hướng tăng cường tính chuyên nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi với 472 trên 475 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 94,78%. Theo đó, luật dầu khí gồm 11 chương, 69 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Dự án luật đã sửa đổi bổ sung nhiều chính sách về dầu khí, trong đó có chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Việc sửa đổi bổ sung luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ. Dự kiến phải 3 kỳ họp để có thời gian rà soát kỹ lưỡng với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Về cơ bản, các ý kiến đồng tình với sự cần thiết sửa đổi luật để thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường, khắc phục bất cập, hạn chế của luật hiện hành.